Đủ ở đây, đi thôi. Về thôi. Tại sao hôm nay công an lại thả lỏng cho mình thế này nhở? Nghi vấn nhá. Có khi là họ đang kiểu công an chắc là đang kiểu bắt kiểu nguyên đường dây một mẻ. Có thế thì họ sẽ set up ở điểm bán à? Sao này lại dễ như vậy nhở? Đáng nghi vấn nhá. Kỳ nhỉ? Mấy anh cảnh sát đi đâu hết rồi? Mấy anh cảnh sát đi bầu cử hết rồi. Hình như hôm nay cảnh sát đi bầu cử hết rồi bạn ơi. Không biết ai cả. Cho bạn clear. Đi anh em luôn này. Đợi tí nha. Mình đi hai người cho nhanh nhá. Hai người một xe cho nhanh ấy. Nhưng mà ok. Không còn canh đâu, không còn canh đâu. Chia đôi. Ok luôn, thế đợi tí nhá. Nhưng mà mình sẽ làm được nhiều chuyện. Mày về Galaxy gọi ra nhá. Ok, tao đi gửi tiền cái đã, giàu lắm rồi. Nhầm. Thói quen. Hay là JKLQWE JKQ mít mẹ rồi. Đắp JQGEL L. Thôi xong rồi. L, cái nút L không ấn được, cái nút L nó bị lag. Hãy lên đi bạn, cơ hội à? Hội ở đây XB. Ê nhưng mà xe là chạy công an đấy. Chạy được. Bạn tin tôi. À mình chạy lên núi là nó đuổi thế lồn được. Đuổi thế nào được? Trong cái sự nghiệp đi con xe này tôi chưa từng bị bắt luôn. Trừ khi tôi chết. Nghe bảo mày tao đâm nổ đúng không? Đéo, mẹ mày tao chết, tao kiểu tao bị chết thôi. Thì đơn giản là chết thôi. Thế mày đeo seat belt vào, đeo cái đéo, đeo seat belt vào cái xe máy này đâu có tác dụng. Thế yeah. Mẹ seat belt bảo vệ mỗi cái chỗ mẹ mày chấm giữa thôi. Mày nhìn xem, làm gì có dây đâu. Dạ ra ngu à, sao đéo mẹ có đội mũ bảo hiểm nhỉ? Thế thì mẹ tao ngồi sau tao chết không? Đéo ai biết được, đâm thử nhá. Không từ từ nhá. Bây giờ ví dụ trường hợp mày mà đâm chết mà tao không chết đấy thì tao phải lái được xe mày. Nên là để tao phá khóa xe mày trước được không? Đấy, cũng đúng nhở. Thôi để lên kia mày phá khóa xe trước đi. Ê nhưng mà bây giờ mày đưa tao chìa khóa xong rồi thì tao có được đi không? Có, nhưng mà tao lại đéo được đi. Thế à? Ngu học đấy. Bây giờ anh em phải đi đánh chìa khóa. Tao đi cắt chìa khóa đã. Cảm ơn Đinh Nghĩa nhá, thank you. Còn mẹ xong mình ngu nhở. Bây giờ tao mới nhận ra là mình để cái tóc này dễ bị kiểm tra lắm. Mẹ cũng phải choi ngoài đường ấy. Địt mẹ tóc khi đỏ, địt mẹ tóc hồng, tóc xanh. Đéo có trách đâu. Đi xuống chơi luôn. Mày đéo cắt chìa khóa tao à? Có mẹ mày. Mày có cái bẻ không? Bẻ luôn đấy. Có nhưng mà bẻ chỗ khác được không? địt mẹ cảnh sát vào kia. Tao thấy cảnh sát, chạy đi cảnh sát. Đâu? Nó đang ở trên đường kia. Đường chính. Thằng lôn. địt con mẹ sao trùng hợp vậy? Chưa làm gì mà. Chạy đi. Bình tĩnh. Họ không lên được đây. Ê mày dừng còn phát cảnh sát đi, cháu không đuổi được. Nó lên kìa. Nó không đuổi được, yên tâm. Nhưng mà nó gọi hội đến được mày hiểu không? Để yên tâm. Nó chặn mày được ấy. Địt mày thằng lôn cảnh sát này thính ấy, địt mẹ. Mày còn chưa làm gì mà. Ấy. Ở kìa. Sao không bạn? Sao không? Nhanh. Mày lái xe được không đây? Được. Nhanh. Xe hỏng không? Xe mày đâu rồi? Ổn, bạn ơi, vẫn không ra. Con mẹ thề luôn đấy. Từ tao chảy máu, tao chảy máu. Quấn đi, quấn đi, quấn đi. Tao nghĩ tao bị gắn chip với theo dõi hay sao mày ạ? Lần nào cũng thế. Vừa mẹ mày đến nơi phát là bị cảnh sát đuổi. Mày thì né được mấy cái đá ra không? Địt mẹ mày. Đéo được, nó trôi lắm. Hay mình nâng phanh lên nhở? Nhá, tao vào laptop để tao chỉnh phanh. Nghe tiếng cảnh sát gần kìa. Không ra, không ra. Phanh lên nhở? Mày đéo thể địt mày mày đi ra chỗ khác xa hơn được à? Địt mày nó đứng ngay trên đồi kìa. Sao không sao. Lên hẳn địch đi, không trôi xe bây giờ. Không trôi phanh ăn lắm. Nó trôi xe kìa. Phanh ăn sẽ côn nó luôn này. Trôi. Đấy, mình nhìn nó đi. Nó thấy gì cả, có ống nhòm không? À, mình mắt cú mà nhìn được. Ê, mày ơi, mày ơi, đéo thấy gì cả. Đi, đi, đi. Cái đéo gì đấy? Mày thuộc đường mày lái đi. Tao không thuộc đéo đâu. Đoạn này mày bấm mô lắm. Xe trôi tao có trả ấn gì đâu cả. Địt mẹ, thế mày trôi vào cái chỗ nào mà đừng có dốc quá. Bây giờ trượt xuống chết thì có phải là địt mẹ mày khác gì nạp xác cho nó. Vừa mới nói xong luôn. Không sao, không sao, không thấy đâu. Bụi, bụi, bụi. Ây da. Ôi địt mẹ ơi. Không sao, sửa xe được. Tao trốn đã. Yên tâm, đứng trong bụi đi. Thế đéo sửa được xe. Mình bê mình cướp vụ này cướp nhanh thôi. Vụ bây giờ cướp tiệm vàng ấy, lâu thì cần thời gian thì mình mới cần đấy. Sao giống như mày bột. Mày bỏ xe của tao vậy? Gì cái hai xe giống nhau đây. Bách cặp view. Ôi cũng được, lát chạy hai xe hai đường cho cần sạc. Thế mày bèo mày quyết định không có con tin đúng không? Đúng. Vào làm luôn. Luôn. Kế hoạch rõ ràng này. Đây tao băng đồ. Vứt hết nhiều nôm cho anh Huy đi. Kế hoạch như nào đây? Anh mở cửa xong em chạy vào thu tiền xong đến anh Ben à? Hay như nào? Không, từ từ để em có kinh nghiệm trước rồi em bảo là đây, thế nên là có ba chỗ để lấy tiền đúng không? Chỉ cần 3 người vào thôi, một người lấy ở đầu xong rồi một người căn, người mở thẻ, xong rồi 2 người kia sẽ lấy, được không? Mày canh đi, thế mày canh đi gì cơ? Ok. Thế để em ra ngã ba nhá. Ngã ba ở dưới ấy. Thế thì em và anh Ben vào lấy cùng anh Huy nhá. Hacker đâu? Vấn đề là ông hacker đâu? Không có hacker làm sao? Hacker đây, hacker người Huệ đây. Alo, tao đến nhà ba rồi nhá. Ôi xe màu đen của anh nhở? Sao có thằng đứng trước cửa hàng vậy? Thẻ đâu? Thẻ ấy ghi nhặt chưa? Thẻ đủ hết rồi. Nổ phát là chạy vào, chạy ập vào luôn nhá. Kia đi, ai lút ở ngoài thì không hướng thời gian mà hai người kia. Điều. Nhanh nào anh em chuyển luôn nào. Chuyển đi. Bây giờ tụi bay muốn an toàn hay là nhiều tiền? Nhiều tiền. Nhiều tiền. Nhanh lên các anh ơi, cá nhà em trương hết rồi anh ơi. Cây bên Phát chặn đường luôn đi. Kiểu cảnh sát đi ngang chặn đường cảnh sát đó. Thế tao Phát chặn đường hay tao báo tin cho. Tôi chỉ ở vị trí báo tin thôi, tôi không nhúng tay vào đâu. Mày đứng ở ngã ba mày báo tin để tao chặn xe. Đúng rồi, tao vẫn đang ở ngã ba đây. Bây giờ nha, mày báo một phát nhá, phát báo phát là GK chạy ra xong rồi giả vờ bị cảnh sát đâm xong rồi ăn bắt đền, ok. Bây giờ tụi bay muốn nhiều tiền bị bắt hay là nhiều ít tiền mà không bị bắt? Em muốn nhiều tiền mà không bị bắt. Được, từ bây giờ rồi nhá. Để em setting, không Dư để em phải setting. Anh men, anh lùi như thế không ra được đâu, không chạy bộ ra được. Không, Dư, anh ơi, cứ để ở ngoài đi. Em có thể chắn làm tắt ách giao thông ở chỗ này được. Nhưng mà cần cho em 10 phút nữa được không? Nhiều hơn, ít hơn nữa không? Không được. Đi thế làm đi, làm đi xong bảo lại đi. Tao phải lấy xe nữa chứ. Ơi, bảo tông cảnh sát anh em, bảo là giảm vào để bị cảnh sát tông mà em bị làm sao vậy? Lấy xe nữa cũ gì không để xe đường luôn anh chị, anh hiểu không? Để em chặn xe ngã ba luôn, lấy xe nó nhanh, xe tắt đi. Nhưng mà nếu như mà cảnh sát mà đi từ hướng ngược lại bọn em bó tay nhá. Làm sao tao nghĩ đi hướng kia rồi, đi không thể đi từ hướng kia được, hướng kia trên kia chả có gì cả. Phát này, giúp tao đi mày, lấy xe chặn đường, nhanh. Chặn như nào? Chặn ngang thôi. Thì đi máy bay thì chịu anh, đi máy bay thì mình vẫn có thời gian để mình chạy được. Máy bay họ phải xuống máy bay nữa. Sao rồi, nhanh chứ. Xong rồi đấy. Ủa, rồi con tin đâu? Không cần con tin. Thì thằng Phát đâu? Thằng Phát nó hoa tiêu trên kia rồi. Anh men sợ thế nhở? Chơi luôn đi, cướp có 30 giây thôi mà, có tin làm gì? Chơi đi. Chuẩn bị chưa? Chưa đâu. Chưa xong xe đâu. Thì anh Huy bỏ cái xe này lại luôn đi, đi xem mô tô luôn. Để mô tô vào trong góc này nó không phá lốp được. Không cần, mô tô cũng bị phá mà, mô tô tao phá là chết luôn. Không, ý là để nó dưới cái mái này thì không bị phá. Lấy không? Thì đây có cái mái này, góc nó bé. Cái mái liên quan gì đâu. Thế kệ anh muốn thế nào? Em đi mô tô em chả cần người hỗ trợ. Có anh ơi, nhưng mà mấy anh rè vãi vãi. Thế anh ơi. Xong chưa gì cây? Cái lâu thế. Mích lại rè. Over. Dè vách tao bìu. Không được vội anh hiểu không? Mày bây giờ chỉ cần một pha mẹ mày bất cẩn thận là bị đi tù đấy. Lên kế hoạch thì phải kỹ càng chứ. Lo nó mà nó kỹ để mà cứ mà. Không được vội. Mày làm sao vào tù được? Vội chứ đừng có sợ lắm. Cướp được. Bây giờ vào tù mày chịu trách nhiệm nhá. Chặn ở đây nhiều xe đấy, chặn nhiều kia ít xe. Nói chung là phải làm như thế nào cho phải sạch sẽ nhất rồi đỡ thiệt hại nhất có thể chứ. Bây giờ rồi. Một nhóm đẹp mà mày 4 thằng xong 2 thằng vào tù còn nói gì nữa, đúng không? Không vào được, trời ơi. Ok, tao tin mày. Được. Không thiệt chứ. Hả? Bắt đầu đi Huy. Đâu, chuẩn bị chưa? Có ai đứng dưới kia chứ vậy? Con sạc báo nha. Có cảnh sát báo nha, Phát ơi. Phát ơi, làm đây, ta đang làm phiền một ông cảnh sát trong thành phố ấy rồi. Làm đây. Phát, cái gì? Mày đứng canh vậy? Tao đang ngồi canh mà. Ok, có tin báo nhá. Chìa đi anh Huy. Bây giờ nhá, tao lấy cọc đầu nhá, hai mày lấy cọc sau nhá, ok chưa? Ok. Do it. Ngu này. Người ta cảnh sát đi nhanh, ta không kiểm soát được đâu. Cứ thấy đi báo. Lừa chạy chứ mày. Đây tao được là mày tao tắt đường này rồi. Trông chuyên nghiệp không đây này. Bắt đầu chưa mọi người? Bắt đầu rồi. Nhưng mà chưa có báo động đâu. Ê, tao giới thiệu thằng này hơi lố mày ơi, 2 giây lâu quá. Đấy nhá, điệp mẹ ngã ba em làm thôi, điệp mẹ mày tai nạn mày. Tắc giao thông rồi. Sao lố nhỉ? Sao lâu thế vậy? Đây ơi, anh Ben. Vô bắt đầu nha anh em. Anh men nhặt đi. đi cũng đạp nhau nữa đừng có nhảy. Ui. Trời anh ơi, lên đi. Nhanh lên. Con sạc báo nha, con sạc báo nha, nhanh lên. Con sạc là báo nha, dưới cây ra đấm nha. Nhanh lên. 50% rồi nhanh. Cắt cỏ báo liền nhá mày. Biết rồi. Đi cứ vậy sắp xong rồi. Xong ra xe chạy liền nhá. Ui nhanh lên. Xong rồi. Chạy đi. Chạy đi ngươi. Nó đuổi em rồi. Tách ra nhá. Đồng báo quay hai thằng kia bán à. Làm gì có ai? Chặn tới nơi đuôi điểm. Chạy được chưa? Đi đường trên đấy, đường dưới này đâu có. Chạy được chưa anh Huy? Chạy đi, cố lên. Em thoát rồi. Ui thì con mẹ tim đập thình thịch luôn ạ. Sao cảnh sát đánh nhanh đấy nhở? Chạy đi Ben ơi, tao chặn thằng đuổi bay cho Ben ơi. Dưới đéo có mà lại dùng quá. Ở ngã ba cho Ben ơi. Chạy đi. Ben biết anh không nhở? Alo. Nghe, anh Ben đang tập trung chạy đấy. Rồi, thằng Ben chạy được rồi. Như chạy sao? Đuổi đâu? Cất xe đi Ben ơi, xong rồi bỏ xe đi, xong rồi đi bộ vào. Nổ. Địt. Có mẹ cả xe luôn. Sao anh? Đấy nhá, ổn rồi nhá. Anh té nhá. Bây giờ em nghĩ là em phi thẳng về nhà luôn, bao nhiêu đeo túi tiền này nguy hiểm quá anh ạ. Vào cái shop nào đó sử dụng thay áo quần đi. Có shop nào gần đây không nhỉ? Run quá. Có hại nho nha, clear ạ. Đúng là anh có quyền nhưng mà cái này là anh nghe theo lời người khác, anh này có chứng cứ gì đâu mà tự nghe theo lời người khác. Bây giờ người dân tố cáo không? Bây giờ người dân tố cáo cái này sẽ làm gì? Cho cảnh sát xem mặt của anh đi. Thôi bây giờ không xử ở đây nữa, bây giờ đồn điều tra anh cũng muốn rồi. Anh làm nhân chứng cho tôi nha. Thương quá. Chạy nhanh đi, người ta đang nghe khỏi cái lề nè. Ui, cảnh sát đâm người dân. Trời ơi. Tôi cũng thấy tôi làm chân. Mày quá đang quay vlog. Ui, anh này các bạn thấy không? Đấy, anh cảnh sát tóc xanh kìa. Đỗ xe chỗ không đúng quy định này, xong lại còn đâm lùi vào người dân này, máu me be bét này, tim gan lòi phổi này. Ôi dồi ôi. Hỏng hết rồi. Anh em live xe nhá, biết công an đâm người này. Anh em ơi tập trung lâu thế. Án này em xương hết lên rồi các anh ơi. Tôi đang đi đường thì tự nhiên thấy một vụ việc rất là nghiêm trọng trong cái xã hội này đấy. Quen lắm. Thấy hình nó đâu rồi sao ấy. Đâu anh ơi. Em sẽ trong tay có can. Để ta sơ cứu anh này nhá. Anh điên rồi.